hôm nay là ngày cuối cùng của công ty giày da Huy Phong. Giờ ngồi đây chờ thông báo rồi đi về. Ngày mai là công ty đóng cửa. Mình đứng đây. Đứng đây để quay phim chứ. Họ cứ bắt đi lên kìa. Nhưng mà mình vẫn đứng đây, mình phải quay phim mà. Dạ đi anh ơi. Nghe mà. Trời đất ơi. Được.